อะไรเลยเนี่ยข้าจะมองอะไรข้าจะHôm nay là ở trên dương là bao nhiêu rồi? Dương hình như mới có 15 này à? 15 gì? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ 5 rồi. Thứ 5 rồi, thứ 6, thứ 7 tuần này thì là thứ 6, thứ 7 tuần sau rồi không? Đã. Vậy thì thứ 6, thứ 7 tuần này và tuần sau là 2, 2 buổi đông. 2 gì đấy? 2 buổi đông. Người ta làm tóc Noel mà. Nhưng mà chưa phải là vụ chính, vụ Tết mà chính.Ngoài Bắc này còn chia vùng ra chứ còn trong Sài Gòn thì không có gì đông quanh